Các chúng ta đã sẵn sàng chưa? Ok chưa? Và để tạo nên không khí ngày hôm nay, em muốn được hỏi niên khóa của chúng ta với bốn hàng dòng, ai sẽ là đội trưởng người đứng đầu? Rồi, thoải mái đi ạ. Alo. Mình nhún 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 rồi mình lại nhún nhún nhún. Mình đặt tay quay người đằng sau lên quay người đằng trước. Như sau đặt tay lên đằng trước bằng kề, tay để lên vai, tay để lên vai đừng giãn ra một tí. Tay mình đập hai cái tay, mắt thì tiếc được bay đấy, ok không chệch lò. Đôi nào không nhún tôi tính điểm trừ đấy ạ. Bích hoạt đâu, lết lâu không mong tôi thấy đội này chưa nhún đều, nhún mạnh lên đội đoàn ơi. Anh em ơi, nhún mạnh nghe hiệu lệnh người dẫn chương trình. Mình vẫn nhún, nhún là mình lại xoa cái vai. Mình xoa cái vai, đấm cái vai. Mình đấm cái vai, mình xoa cái lưng. Mình xoa cái lưng rồi mình lại chúng ta cứ chéo chéo một chút ạ. Và mà chúng mình giơ tay đi nào, những tiếng đàn đáy nhỏ nghe.
ngày xưa bây giờ chúng ta đã thành những người trưởng thành. Và chúng ta sẽ như thế nào ạ? Hóa chôn đoàn kết bên nhau, hoa nở và hóa bừng sáng. Nông dân nào nhanh nhàng hóa chôn nhanh nào dẻo dai hóa nở, hóa chôn, hóa vẫn chôn. Ôi trời ơi lúc nào cũng thích nở tiền le như thế nha, và nhà bán hàng nha. Vâng ạ, hóa chung mà hóa nở chung nở bừng sáng, hóa bừng sáng nhẹ nhàng. Và chúng ta đừng dậy đi ạ, đừng dậy nào. Ok, chúng ta lại bổ sung bên kia để cho đủ. Vâng, có nghĩa rằng là bình thường thì chúng ta nếu như mà chốn mồi cho chim ăn, chúng ta biết thấy rồi đúng không ạ, chuyển từ miệng người này sang miệng người khác, nhưng đảm bảo để chúng ta chuyển sang hàng xóm. Nói vui vậy thôi nhưng chúng nó là đối thủ đấy. Đêm nay đội trưởng ạ. Và quý vị và các bạn đến với trò chơi chuyển dây lùn. Đây chính là sự kéo léo đến từ tất cả các thành viên. Đội của chúng ta đội yêu em mãi mãi cũng đang chung mỏ ra. Và đội vì người yêu cũ cũng đang sức mỏ lên. Let's go. Đây vì các thành viên bên ngoài vỗ tay thật lớn nha. Cuộc đời ai sung sướng hơn thế, bình thường có ai chung mỏ như thế này đâu. Ngày hôm nay không hiểu vì lý do nào. Đề nghị lấy tập thư ký không xí xẻo, không xí chẻo, vi phạm. Nào các đội của chúng ta, quý vị để ý nhá, ai sẽ là thành viên đầu tiên chạm mic nào? Mic nào? Rất tuyệt vời. Rơi rồi làm lại từ đầu. Rơi từ người nào bắt đầu làm lại từ đầu? Từ đội trưởng ạ. Chúng ta sẽ có 3 lượt thi. Bởi vì đợt này đã rơi mất một lần rồi thì chúng ta sẽ có 3 lượt. Bắt đầu được lấy dây thừng thứ hai. Khi nào người cuối cùng vào chạm đích thì chúng ta sẽ đếm số lượng dây thừng của đội nào nhiều nhất ạ. Chưa gần đến người cuối cùng thì lấy tân nào ạ. Xin mời lấy tân mang dây thừng lại đây ạ. Gần người cuối cùng có nghĩa rằng số 14 đã bắt đầu rồi. Xin mời chúng ta chuyển vào dây thừng lại đây ạ. Đem lại cho đội trưởng của chúng ta bắt đầu dây chuyển từ đầu xuống dưới. Bắt đầu từ trường từ trên xuống dưới ạ. Chúng ta xem đội nào tổng hợp được số lượng dây thừng nhiều nhất ạ. Làm đi, nào, cố lên, số 15, báo cáo rồi, ok, bắt đầu. Đội tìm người yêu cũ, tìm rất là nhanh ạ. Tìm liên lạc là một mớ. Đội người yêu cũ đã được bài tăng cường và sức mạnh bởi thương hiệu thịt bếp nổi tiếng này là chống trần ăn chìm. Nào, đội đi lên, máy máy cố lên. Nếu làm rơi, chúng ta sẽ phải về với điểm xuất phát ban đầu. Với sự kéo léo đến từ mỗi thành viên sẽ tạo nên một hiệu ứng cho cả một tập thể. Và đây cũng là thông điệp mà chúng tôi nhắn nhủ cho tất cả niên hóa 86 và 95. Cần sự đoàn kết vào bên nhau. Chưa rơi. Nào, đề nghị mỗi người chúng ta tập trung việc của mình thì lo đi ạ. Đây là em tinh thần hóng ở hơn nào. Đâu rồi, đội trưởng ơi, nhanh nào. Và vấn đề tập hợp và cho mỗi một đội của mình, các đội trưởng chúng ta phải để ý đi ạ. MC không có nhiệm vụ để ý đâu. Khi nào chạm vào con số 14 thì đồng nghĩa đội trưởng của chúng ta sẽ được kết nối cho dây thừng tiếp theo. Một sự đoàn kết, một sự duyên dáng khéo léo đến từ mỗi một thành viên nào. Bây giờ cao hay thấp, lùn hay ngắn không quan trọng đúng không ạ? Nghe đằng súng cao cho dưới lấy bầu trời xanh ạ. Nào, khi nào vào vị trí con số 14 ạ? Tập trung. Đang còn khoảng 30 đồng hồ nữa nào. Tỷ
kilo xong mà nick của bên nào nhiều hơn thì đều là chiến thắng ạ. Nào nào đồng kia tập trung rơi ạ. Và mà đồng yêu đông mãi mãi có vẻ rằng là ham hố yêu đương nhiều quá bằng đến chơi vào kịch thần. Và là đội tìm người yêu cũ thì rất nhiều cô gái. Ok ok đội trưởng đang tập trung. Và mà đội trưởng của chúng ta ham vui ạ. Ham vui ham vui. Đấy nhá, tí nữa nha đội trưởng của chúng ta ngày hôm nay tí nhá. Anh em về vườn về thích giờ mà vẫn đang còn lơ đến nhá. Đấy đi yêu em mãi mãi cố lên. Tôi thấy tỷ số đang nghiêng về tìm lại người yêu cũ đi ạ. Ngoài ra đội nào của chúng ta khéo léo và duyên dáng đặc biệt là hóa bình trong tư thế truyền lửa cho nhau bằng bọc đi thì yếu tư cũng sẽ cộng điểm cho đội đó. Không nhất thiết là chúng ta phải cẩn thận quá đâu ạ, phải duyên dáng vào các tư thế của chúng ta lớn nghèo đi ạ, thoải mái đi ạ. Không nhận nhiều chị nhiều anh móc câu dễ bẩn ai thấy không, nhiều chị không có dụng cụ dài dài ngắn ngắn như thế đâu, thế mà nghiêng ngả và là gọi là một phát ăn luôn. Nào nào các cụ nói đi qua đầu giường nhớ, trời ơi nào cẩn thận đấy, cứ thoải mái chụp vào câu là thế. Sắp đây có số 14 người đợi chiều mới tập trung nào, tôi đi lên máy máy ơi, đôi tin lên với yêu cũ ơi. 14 người chuẩn bị rồi. Hàng xóm các đội của chúng ta có thể phá cũng được và không sao ạ. Làm sao nên không khí vui vẻ, không phải căng thẳng làm gì. Yêu em phải phải cố lên. Đi lại người yêu cũ cố lên. Kể cho chồng người ta đánh vẫn cũng được không sao ạ. Tập năm cù nè hết nhau cũng được không sao hết là thoải mái đi ạ. Nhiều khi trong tầm cũng được không sao ạ. Nhưng không được làm sao xuống đất thì nhặt lên đâu nha. Chỉ cả những người gọi là cổ vũ bên ngoài cũng có thể phá giới ạ, không sao. Nhưng mình có liên quan quái gì đâu nữa. Đâu nào. Em lại phải mở đây nha, nó đến phần quảng cáo một người khỏe, năm người vui rồi. Nào, đấy, mọi người có thể lưu lại những thứ thật là đẹp đi, rất là đáng yêu và mong vĩnh đến từ mỗi một thành viên nào. Vâng ạ, chị giống kiểu là hết rồi, nó đứng thẳng quá không lên. 7 6 hết giờ, 4 hết giờ, 3 2 hết giờ, 3 1 thì không hết thời rồi. Cùng lúc nhau cái này có tính không anh em? Không hết giờ rồi. Để đó hết giờ rồi, để đó. Bây giờ xin mời đội trưởng chúng ta gom lại số lượng và vòng ninh của chúng ta nào. Nắp quan tài tìm lại người yêu cũ bao nhiêu ạ? 6 em ơi. Chủng năng chủng ngược tư thế 69 ạ. Anh em ơi, 100 điểm cho đội tìm lại người yêu cũ ạ. Cộng với 50 điểm lúc nãy. Đúng không ạ? 150 điểm, vỗ tay ạ. 100 điểm dành cho đội yêu em mãi mãi ạ. Và 50 điểm cho lịch sự và phong cách rất là ngông đến từ chị áo đen. 50 điểm, 150 điểm ạ. Let's go. Tỷ số đầu tiên đã bằng nhau. Và bây giờ hai đội bắt tay nhau nghỉ giải lao 5 phút để uống nước, chơi với trò chơi tiếp theo. Your body matters, my love.
Chỉ để chúng ta chơi trò chơi tìm một định tìm theo. Thank you.
để nguyên điện thoại em kiểm tra số lượng bột mì. Bột mì chưa nấu tại sao mà ham ăn thế? Vâng, để nguyên không phủi á. Đôi nào mà phủi thì số lượng bột mì không chỉ tính trong xô, trong túi bóng, mà tính cả trên con áo và trên khuôn mặt của mỗi một thành viên. Vì vậy số lượng mà bên ai mà không có là đương nhiên là chúng ta ít đấy. Chúng tôi tính hết luôn ạ, không tính ngoài mặt đất đâu nha. Nãy giờ có rất nhiều anh của chúng ta trong quá trình di chuyển bột mì là thở ra rất là mạnh, phù một cát vào đối phương. Thế là đối phương cũng cười ha ha luôn. Thế là ăn luôn cả bột mì sống, thế thôi, đơn giản đúng không ạ? Bây giờ là không phân biệt đội nào đâu, đứng yên vào đấy cho em. Xếp hàng nào, xếp hàng nào. Nói chung là anh nào cao nhất thì đứng sau, mà anh nào cao nhì đứng trước. Vâng ạ. Và xin mời những bạn ra nhà quay phim của chúng ta lưng tâm mai nào. Vâng ạ, cho em hỏi là hai chị hậu cần đâu ạ? Hai chị đang hống cái gì đấy ạ? Sao em nhớ là cả một cái thùng nhựa của em nhiều thế mà bây giờ hai chị làm gì đấy? Nhà có thiếu thốn thì cũng vừa phải thôi, chứ sao còn lấy thì làm ăn cái gì? Vâng ạ, ôi trời, có một nấy bột mì mà rõ ràng là hẳn 2 cân bột mì còn đấy. Cái này lỗi của hậu cần ạ. Quý vị vỗ tay cho hậu cần đi ạ. Hống mãi mà chả được cái gì. Vâng ạ, và bây giờ những khuôn mặt đẹp nhất của chúng ta nào? 2, 3 Kim Chi, cười đi, chụp ảnh nào để nguyên hiện trang nha. Và bây giờ nào, ha ha, hi hi, thêm âm lượng ạ. Nào, bắn tim thoải mái đi, đúng rồi, mình đang tự sướng mà. Ok, đúng rồi, căng mông ra và đấm cho cả thiên hạ thấy mình mạnh như thế nào. Ây da, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, ok, ok. Và trong quá trình vừa rồi với trò chơi rất là tuyệt vời, trò chơi tiếp sức và mang lại hương vị cho tất cả quý vị, chúng tôi xin được chúc mừng cho hai đội đều 100 điểm, đúng không ạ? Tinh thần là chính và sự quyết liệt đến từ tất cả các thành viên. Bây giờ thì các bạn mở nhạc lên thôi. Trò chơi này là do chính các thành viên của Liên Hóa 8695 của chúng ta tham dự. Vì vậy chúng tôi sẽ để cho tất cả chị chúng ta một khoảng khắc được làm chủ, được quyết định và được vui chơi một cách tự nhiên, ngẫu nhiên. Qua một lần sống phải nói rằng là qua một thời gian với Liên Hóa 8695, các anh chị không phải sống trong thời đại công 4.0, không phải với những trò chơi từ máy tính và điện thoại thông minh. Và ngay lúc này các chị sẽ được hóa thân một số làm với một người đã qua, hơn là anh xa cách đời sống trở lại với những giây phút bên nhau. Hãy nhảy dây đi ạ. Chị nào mặc váy nhảy hai bên của em ạ. Các anh ơi, cho mặc quay này. Ôi trời ơi này, này mặc váy nhảy mạnh lên cho nó bay. Anh cứ bình tĩnh mà đi. Thì đâu mà vội mà vàng nhìn một tí mà hốc cả vào khăn đỏ nó. Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với trò chơi nhảy dây về không gian tuyệt vời của môi trường Phúc Anh Tinh Linh. Cũng là khoảng khắc để chúng ta hội tụ cho hai bên gặp lòng sáng cách xa trường. Và ngay lúc này những cô gái xinh xắn trong những bộ trang phục của chúng ta dễ thương, với những màu xanh yêu thương của sự hòa mình và một tương lai tươi tốt, cũng đang được trở về với tất cả các thành viên. Hãy cùng hòa mình trở về với những khoảng khắc của một người đã xa. Mọi người đứng xung quanh vỗ tay đây. Phải có người vào thì ra đi tiếp.
mày Tốt. Tốt. Kêu kìa.